câu chuyện đầu tiên của bạn, nó xảy ra tầm khoảng năm 2000 ở dưới Bạc Liêu á. Thời điểm đó bạn cũng còn khá là nhỏ thôi, khoảng có 6-7 tuổi à. Lúc đó vẫn còn ở Bạc Liêu, bạn chưa có về U Minh để mà sống chung với bà nội. Thời điểm đó bạn có biết được á, ở trong xóm của bạn, cách nhà tầm khoảng 500 mét có một cái gia đình đó. Gia đình này của một cái bà đó, bà này tên là bà Ba Lù. Cái bà Ba này á, lúc đó bà cũng rất là già rồi, bà cũng đã 80 hơn rồi. Do là cũng chung một xóm thôi, thành ra cũng nhiều lần bạn có đi vô nhà của bà Ba để mà chơi. Vô đó bạn thấy là bà Ba khá là già rồi, yếu xìu à, mà không có đi đứng gì được hết. Mà lạ một cái, đó chính là bạn để ý thấy, mỗi lần mà con cháu của bà lão này đưa cơm hay là bánh trái vô phòng cho bà ăn á, thì tuyệt đối nếu mà trong phòng có đông người, 2-3 người ha, thì bà Ba không bao giờ chịu ăn nha. Chỉ khi nào á, người ta đi ra ngoài hết trơn á, chỉ còn mình ên bà Ba trong phòng á, bà Ba mới chịu ăn. Mà hình như tất cả những người trong xóm này ai cũng biết con cháu của bà Ba không hề thương yêu gì bà hết. Kiểu giống như á, tới giờ ăn á, thì mới cơm để đại trong phòng vậy đó, chứ cũng không có đút ăn luôn, không có thương yêu gì bà cụ này hết trơn á. Tuy nhiên, mỗi lần mà đóng cửa phòng lại, chỉ có mình ên bà Ba trong phòng á, thì bà Ba ăn rất là nhiều, ăn nhiều gấp mấy lần hơn so với những người bình thường luôn. Và hầu như tất cả những cái biểu hiện này giống như là bà Ba tự nhiên ăn rất là nhiều, chỉ thích ăn một mình ở trong phòng và không hề muốn tiếp xúc với ai hết. Những cái biểu hiện này á, nó chỉ mới xuất hiện tầm khoảng một năm trời thôi. Cho tới vài ngày sau, gần nhà của bạn á, cũng có nhà của một cái chú đó. Chú đó là con ruột của bà Ba luôn, là con thứ nha. Bạn mới qua nhà của chú đó chơi á, thì bất ngờ bạn mới nghe chú này nói chuyện với vợ của chú. Chú mới nói là em, dạo này anh thấy má bà rất là kỳ nha. Tại vì mới hôm qua nè, thằng Út á, nó kể lại cho anh nghe là hồi đêm hôm qua tự nhiên á, nó mất tiểu. Nó đi ra thì nó thấy má bà đi vòng vòng trước cửa phòng của bà đó. Mặc dù má của mình á, cả năm trời nay bà già yếu, bà bị liệt rồi, bà đâu có đi được đâu, cơm bưng nước rót đưa vô tới trong phòng. Mà bây giờ á, nửa đêm thằng Út nó thấy bà đi vòng vòng trước cửa phòng của bà đi rất là bình thường, như là chưa từng có gì hết. Mà ngộ một cái á, khi mà thằng Út nó phát hiện là bà má bà đứng dậy, bà đi được như người bình thường á, thì khi má bà thấy nó một cái, bà quỵ xuống, bà nằm lăn ra đó giống như là bà bị liệt vậy đó, giống như bà chưa từng đi vậy đó. Bà mới nói ủa, má đâu có đi được đâu, hồi nãy giờ á, má nằm ngoài này mà. Cho nên là cái thằng Út á, nó mới ẵm bà má vô trong giường. Rồi cũng thôi à, cái chuyện hồi tối hôm qua bỏ qua luôn, không có ai nói gì tới nhiều hết. Đó thì do như vậy á, anh mới thấy lạ, anh kể cho em nghe nè. Kiểu giống như lúc này mọi người cũng thấy lạ, nhưng mà nghĩ có thể á, do má mình bị lẫn, rồi nhiều khi bà cũng có thể đi lại được á thì sao. Nhưng mà cuối cùng thì bà vẫn nằm liệt ở đó, bà không có đi đứng được. Thôi thì quan trọng bây giờ cứ cơm bưng nước rót mỗi ngày đi, má còn sống được bao nhiêu ngày á thì hay bấy nhiêu. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà những người con này thật sự cũng không có ưa ích gì bà lão này đâu. Tầm khoảng một thời gian ngắn sau thôi, lúc này bên gia đình của người con thứ Út sống chung với bà Ba đó, cũng bưng cơm vô phòng bình thường. Thì hôm đó mở cửa phòng ra, phát hiện bà Ba đã mất rồi. Thế rồi khi mà hay tin bà cụ mất á, chòm xóm người ta cũng đổ qua để mà chuẩn bị liệm cho bà Ba. Ngày hôm đó ở bên nhà cũng lu bu dữ lắm, mướn bàn mướn ghế đồ để mà làm đám ma như bình thường. Chòm xóm người ta cũng qua dự, nhưng mà tới tối thì ai cũng về nhà nấy. Lúc đó cũng khuya rồi, kiểu như là người ta về hết rồi. Trong nhà của bà Ba lúc này chỉ còn có vài người con của bà ở vòng vòng cái hòm vậy thôi. Thời điểm đó ở Bạc Liêu bạn vẫn ở chung với bà nội luôn, rồi sau này hai bà cháu mới cùng nhau về U Minh để mà sống. Lúc còn ở Bạc Liêu thì bà nội cũng có mở một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ. Ngày hôm đó cũng khuya rồi, mọi người đi dự đám tang cũng về hết, ai cũng ngủ thì hai bà cháu cũng ngủ. Tự nhiên đang ngủ mới nghe ngoài trước cửa có cái tiếng gõ cửa, mà gõ ầm đùng vậy đó. Kêu bác hai ơi, bác hai mở cửa bán dầu gió cho con, bác hai ơi, bác hai. Khi mà nghe đập cửa ầm đùng hết trơn á, thì bà nội bà cũng quạo, tại bà đang ngủ mà. Cho nên bà ra bà mở cửa, tưởng đâu ai, cái người này á là chú Út, là người con thứ Út của bà Ba Lù á. Cái người này mới đứng mà hất ha hất hả gì nè, nó bác hai bác hai, bác lấy cho con mấy chai dầu lẹ đi bác hai, bên nhà con á tụi nó xỉu hết trơn à. Bà nội bà mới không biết cái gì, bà mới hỏi ủa cái vụ gì mà mày không ở bên đám tang, mày canh cái hòm cho má của mày, mày qua bên đây mày chạy như là ma đuổi vậy. Thì cái người con thứ Út này mới trả lời với bà nội, bác hai ơi, má của con bà về. Khi mà nghe một cái câu nói cục ngủng của ổng như vậy á, thì bà nội cứ tưởng đâu á là bà Ba Lù bà sống dậy không à. Cho nên nội mới hỏi ủa bộ má mày bà tỉnh dậy hả. Nhưng mà không phải như vậy, cái ông Út này á, ông mới nói không phải bác hai ơi, má con á bà về bà đòi bắt tụi con đi hết trơn, ai cũng sợ hết, bây giờ bên nhà con á xỉu hết trơn này, còn có mình ơn con ráng con chạy qua đây con lấy dầu gió về con sức cho tụi nó nè. Rồi nội mới kêu, nội kêu bây giờ mày bình tĩnh lại, mày kể đầu đuôi ngọn ngành cho bác hai biết coi cái chuyện gì xảy ra. Thì cái ông Út này ổng mới nói, hồi lúc tối nè, khi mà nhà khách người ta dựng rạp đổ hết trơn rồi đó, má con á bả nằm trên giường chuẩn bị là liệm cho bả rồi, nhưng mà khi mới vừa bỏ vô hòm thôi má con bả bật dậy, tưởng đâu là má bả sống dậy không à. Nhưng mà bả tỉnh dậy á, bả chỉ hết mấy đứa trong nhà của tụi con á, bả chửi đứa này tới đứa kia, bả nói á tụi con ác với bả, bả nói á tụi bay mất dạ với tao, tao chết á thì tao phải kéo tụi bay đi tao mới hả dạ. Khi mà thấy cảnh tượng đó thì mấy anh em nhà con tụi nó xỉu hết trơn, tụi nó sợ quá, còn con tỉnh được chút con mới chạy qua đây con nói với bác hai nè. Thế là sau đó bà nội cũng đưa dầu gió cho ông Út, ổng về bển, ổng xức cho mấy người ở bển. Nhưng mà khi mà về tới bển
Hình như là cái xác của bà ba này đã nằm xuống và vẫn chết như bình thường chứ không có tỉnh dậy nữa. Câu chuyện sau đó thì bạn cũng không có được rõ, tại vì cái đám tang này bạn không có đi dự. Tuy nhiên cho tới sáng ngày hôm sau thì nghe mọi người trong xóm nói là cái đám ma này vẫn diễn ra như bình thường, vẫn đã liệm được bà cụ này rồi và người ta đang làm đám ma bả nó. Sau khi mà cái chuyện này nó kết thúc, bà ba cũng được chôn cất đàng hoàng, thì tự nhiên bạn mới suy nghĩ lại. Bạn nói nếu như mà bà ba ngày hôm đó bả về bả chửi cái lũ con của bả như vậy thì chắc có lẽ là hồi lúc bà ba còn sống không có đứa nào quan tâm tới bả hết, cho nên khi bả chết rồi bả mới thành ra như vậy. Còn cái chuyện mà cái đêm đó tại sao bà ba có thể đứng dậy và đi được, bà ba ăn rất là nhiều thì bạn nghĩ chắc có thể cái người nào đó đã nhập vô bà ba để mà ăn uống rồi, chứ không phải là bà ba đâu. Câu chuyện thứ hai là một cái câu chuyện xảy ra lúc mà bạn đã lên trên Bình Dương bạn đi làm rồi. Thời điểm đó bạn có làm chăm sóc khách hàng cho một cái quán karaoke ở cái khu vực miếu ông Cù Bình Dương Hôm đó cái ca làm của bạn là 5 giờ chiều, bạn phải làm cho tới 5 giờ sáng. Tuy nhiên bữa đó không biết sao vắng khách dữ lắm. Cho nên gần tầm khoảng 2-3 giờ sáng là bạn đã hết ca rồi. Bạn nói cái thời gian bạn làm việc ở trong quán karaoke này là từ 5 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng. Nhưng mà ngày hôm đó bạn chụp cái này thì cái quán này quá là để giờ đó đã hết cho nên bạn được đi sớm. Đó thì thật ra bạn mới rủ cái thằng Thành đó, là một cái thằng em của bạn. Hai anh em cùng nhau đi kiếm quán nhậu, nhậu giữa khuya luôn. Nhậu đâu cho tới khoảng 2 giờ sáng cũng tàn tiệc rồi, chưa có chịu về nữa. Thằng Thành nó mới rủ bạn á, anh, hôm ấy hai anh em mình đi uống cà phê đi. Bạn mới giọt miệng, bạn nói mày điên hả? Giờ này mới nhậu xong xỉn muốn chết, đi về phòng ngủ đi, uống cà phê gì giờ này, hay không hả? Lúc đó là bạn cũng quá mệt rồi, bạn chỉ muốn đi về nhà ngủ thôi. Nhưng mà nó cứ nài nỉ, nó nói anh đi chỗ này với em đi, cái quán cà phê này vui lắm, đi đi, đi đi cho biết. Thì nghe nó năn nỉ quá, bạn cũng đi theo luôn, thử coi cái quán cà phê đó nó như thế nào. Do là cũng mới nhậu xong, thành ra là hai đứa không có dám chạy xe, sợ một hồi công an bắt. Cho nên là mới để hai cái chiếc xe ở lại cái chỗ làm, rồi cùng nhau bắt taxi đi qua cái quán cà phê đó. Chạy được một hồi thì bạn mới biết cái quán cà phê này nó nằm cặp cái cao tốc Tân Vạn luôn. Khi mà xe dừng lại, nhìn tổng thể cái quán cà phê này thì bạn mới biết đây là một cái quán cà phê chòi, quán cà phê ôm á mọi người. Bạn xuống xe rồi thì bạn mới nói thằng Thành, bộ mày điên hay gì mày dắt anh tới mấy cái chỗ này vậy? Hồi đó giờ có bao giờ tao đi chỗ này đâu. Nhưng mà nó cứ nói anh vô đi, trong này vui lắm, đi thử đi anh. Nó kêu quá thì cũng đành phải bước vô thôi chứ sao giờ. Với lại bây giờ cũng có một chút men ở trong người nữa, lỡ rồi, thử luôn cho biết. Nhưng mà bạn nói, tới khi bạn bước vô cái quán cà phê này rồi, đó là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng trong đời bạn bước vô những cái quán cà phê kiểu này luôn. Tới cái khúc này, khi mà hai thằng cùng nhau bước vô cái quán cà phê này thì mỗi thằng đi vô một chòi, thằng Thành nó qua một cái chòi khác, còn bạn ở một cái chòi khác. Khi bạn đã vô trong cái chòi rồi đó, có một cái cô nhân viên cũng vào ngồi kế bạn luôn. Ở cái chỗ này thì cái chi tiết nó có phần hơi nhạy cảm, cho nên là bạn chỉ kể chung chung là như vậy thôi. Tại vì khi mà đi cà phê chòi, cái chuyện gì tới nó cũng tới. Những cô nhân viên người ta ngồi nói chuyện một chút ha, và bắt đầu làm tới những cái chuyện này chuyện kia. Bạn vô trong cái chòi đó, bạn nằm cùng với cô tiếp viên này tầm khoảng 15 phút. Lúc này thì không biết có chuyện gì đã xảy ra hay chưa thì bạn không có kể sâu hơn. Tuy nhiên tới thời điểm đó, cái bạn mắc đi cầu, mắc đi vệ sinh, cho nên bạn mới ra cái nhà vệ sinh phía sau, cách cái chòi này tầm khoảng 10 mét. Đi vô trong đó, trời khuya 2-3 giờ sáng, ngồi ở trong chưa có đi được bao lâu hết trơn, thấy ngoài cửa có người gõ cửa liên tục vậy nè, gõ ầm ầm gõ hoài vậy đó. Bạn nói là có người ở trong này, đợi chút đi. Mà không biết ai, không biết lịch sự gì hết trơn, người ta đang đi trong này mà cứ đứng ở ngoài gõ cửa hoài vậy đó. Thế là bạn cũng nghĩ chắc người ta mắc dữ lắm rồi, cho nên thôi ráng đi lẹ lẹ cho người ta đi vô. Bạn để ý nha, cái tiếng gõ cửa này nó vừa dứt chưa được 5 giây nữa, bạn nắm cánh cửa bạn mở ra thật là nhanh, bạn chui cái đầu ra thì không thấy ai cả, mặc dù cái tiếng gõ đó mới vừa gõ cách đây chưa được 5 giây nữa. Thế là thôi, bạn cũng kệ luôn, không quan tâm tới cái người đó nữa. Bạn bắt đầu bước vô lại trong cái chòi của mình. Vô trong chòi thì lúc này bạn thấy cái đèn nó đã bị tắt rồi, nó tắt tối hù không thấy được cái gì nữa cả. Nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được là cái cô tiếp viên đó vẫn còn nằm ở trong chòi, nằm kế bên bạn. Có điều là bạn không có thấy rõ mặt thôi. Cho nên lúc này bạn mới hỏi cô đó, bạn hỏi sao mà cái đèn hồi nãy đâu, cô không bật lên mà để nó tối hù vậy. Cái người con gái này vẫn không có trả lời, vẫn nằm kế bên bạn mà nằm im ru vậy đó, không hề làm gì hết. Thế là bạn cũng nghĩ rất là bình thường thôi, bạn nghĩ là chắc người ta ngại, người ta không có dám trả lời. Nhưng mà bạn vẫn tiếp tục với cô gái này nghe, hai người vẫn ân ái hay sao đó, nói chung là vẫn nằm ngủ với nhau cho tới hết một tiếng đồng hồ, một tiếng ở trong cái này nè. Tới khi mà hết giờ rồi đó, bắt đầu bạn mới bước ra trước, còn cái cô gái này cổ vẫn ở trong. Thì theo như thường lệ, người khách người ta sẽ đi ra trước, còn nhân viên thì ở lại để mà sắp xếp đồ cho nó gọn gàng và bắt đầu đi ra sau để mà tính tiền. Và cái chuyện lạ bắt đầu xảy ra, tại vì khi bạn đi ra tới cái quầy thu ngân bạn mới thấy cái thằng Thành nó đi cùng với một cái người nhân viên, mà cái cô nhân viên này chính là cái cô nhân viên mà hồi trước giờ cổ nằm với bạn ở trong chòi á. Bạn mới thấy quá là lạ, cho nên bạn mới hỏi thằng Thành, bạn hỏi ủa cái cô gái này là hồi nãy giờ cổ nằm với anh trong chòi mà, không phải là mày đi với cô gái khác hay sao, mà bây giờ sao mà mày đi với cô này vậy? Thế là ngay lúc này cái cô bé nhân viên đi cùng thằng Thành á là cái cô bé mà theo như bạn nói hồi nãy giờ đã nằm chung với bạn á. Cô bé này nói ủa đâu có đâu anh, hồi đầu buổi tới giờ em ở chung cái chòi với anh này mà, em đâu có ở chung với anh đâu. Rồi ngay lúc đó cái bạn thu ngân á, bạn đó mới nói là ủa anh,
Chẳng phải anh nói là anh đi vệ sinh rồi cái cô tiếp viên này đi ra ngoài cho anh ở trong phòng này anh ngủ hay sao? Anh đâu có cần tiếp viên đâu. Trời ơi, bạn nói lúc này á, bạn run cầm cập luôn, mà sợ nữa chứ, sợ thiếu điều muốn đứng hình luôn vậy đó. Tại vì á, bạn nhớ lại cái chuyện hồi lúc bạn đi vệ sinh, bạn đứng ở trong đó mà người ta ở ngoài người ta cứ gõ cửa hoài, bạn không biết ai đã gõ cửa. Thêm bây giờ cái chỗ tính tiền nó lại đối diện với cái chòi của bạn nằm hồi nãy giờ nữa. Từ lúc bạn đi ra trước cái cô tiếp viên đó hồi nãy giờ, bạn cũng đâu thấy trong chòi cái cô này bước ra đâu, bạn cũng quan sát hồi nãy giờ. Cho nên là bạn mới tức cái mình, bạn nói lại với cái cô bé Thu Ngân á, bạn nói ủa, hồi lúc mà anh đi vệ sinh á, anh đâu hề nói là anh không có cần cô tiếp viên nữa đâu, anh cũng đâu có nói là để cho anh ngủ ở đây đâu. Tại sao cái cô gái này lại bây giờ á, ở chung phòng với cái người thanh niên tên Thành này? Rồi cái cô bé Thu Ngân á, cổ cũng tức nữa. Cô bé nói ủa đâu có đâu anh, cũng chính anh là cái người nói thôi, anh đi vệ sinh, khỏi có vô đây nữa, để cho anh nằm một mình ở đây anh ngủ. Vậy thì lúc này bạn nghĩ ủa, vậy cái người con gái đã nằm với mình suốt một tiếng đồng hồ ở trong cái chòi là ai? Cho nên bạn mới nhanh chân bạn bước vài bước tới cái chòi á, bạn vén cái màn ra thì thật sự ở trong cái chòi của bạn nó trống không, cái đèn nó tối hù và không có một cái cô tiếp viên nào ở trong cả. Ngay lúc đó là bạn đã lạnh người rồi nha, rất là sợ rồi. Cho nên là vẫn tính tiền đầy đủ cho người ta, rồi kêu thằng Thành á, đi về lẹ mày, tao biết ở trong đây có cái gì rồi đó, về đi tao sợ quá. Bạn sợ, bạn về gấp tới nỗi á, bạn chưa kịp định thần rằng đây là thật hay là giả nữa. Khi bạn về nhà bạn suy nghĩ lại, nếu như mà cái quán này người ta giả mạo, người ta muốn lừa đảo để mà cho bạn tính tiền về lẹ, để mà người ta có thể lấy tiền sớm sớm á, vậy thì tại sao chỉ có mình tên bạn bị nhát thôi, còn thằng Thành nó vẫn bình thường, nó không hề bị gì cả. Còn nếu như mà thật thì 15 phút đầu bạn nằm chung với cô tiếp viên đó là có thật, nhưng mà còn 45 phút sau, sau khi bạn đi vệ sinh bạn bước vô, cái người con gái nằm với bạn suốt 45 phút đồng hồ là ai? Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, tiền thì cũng trả rồi và trải nghiệm thì cũng đã trải nghiệm qua hết rồi, bây giờ mọi chuyện nó cũng đã qua, biết thì biết như vậy thôi. Cuối cùng thì không bao giờ bạn quay lại những cái quán cà phê kiểu như vậy nữa, tại vì quá là kinh hãi rồi.